Anh chị ơi, nói về giáo quan thứ sáu thì mắc thứ ba. Mấy bữa bên tà thần á, họ có thần thông giỏi hơn mấy bên chánh thần nữa. Mắt thứ sáu giác quan rồi đó là một cách luyện tập thôi, tại nó nằm trong con người của mình nè, mà mình không có đúng thầy để mà tập á, mình không có ra được. Chứ còn nếu có đúng người dạy á, thì dễ ợt. Trên núi của chú mấy người mở thiên nhãn thông mấy người ơi, tại vì nếu mà người đúng mà có linh căn á, lên trên điện mẫu ngồi chừng 3 ngày thì mấy chư thiên á, trong điện mẹ nhiều lắm, mấy vị mở giùm cho mình. Mà mở với phục vụ là để lo hộ chú, chứ không phải mở ra để có thần thông mà đi làm giàu hay là đi làm này làm kia là sai nha. Sấm Chân Trình có nói khi nào con tìm thấy cha, có phải ý là khi nào nhận ra cha là trời không? Đúng vậy, cha nè. Đâu cha, đâu cha, bên này cha đây. Trong cái hình á, chú làm ra hai cái tượng bằng mạ vàng á, trên núi thờ cái đó đó. Quy Việt Nam hỏi mẹ Duy Trì có phải là địa mẫu không? Ông Kiệt, thật sự bên Phật đó cũng có nhiều mẫu lắm, mà bên thiên cũng nhiều mẫu lắm, mà thiên cao ở nhà hơn nha. Cái danh hiệu chỉ là danh hiệu thôi, còn Kiệt là người trực tiếp thường á, Kiệt Khánh, Kiệt gọi là nhất thiên thiên vua mẹ, tức nghĩa là trên trời có nhiều ông trời lắm, 36 ông trời nha, mỗi tầng trời có mỗi ông thượng đế, mình phải gọi là nhất thiên thiên, tức là cha của mình á, cha nãy đó là cao nhất, là trời là cao nhất, đó là vậy đó. Biết ai làm hình này nè, cái núi Cấm. Sau này á, là khi mà Phật Di Lặc xuất hiện đó, ngài sẽ giải thích nhiều hơn cái này. Nhưng mà chủ yếu của mình á, là phải tu tập, rồi tội tự của mỗi người mình nó đốt một cái đuốc rồi đi, chứ không có ai mà tu giùm cho mình được hết á. Thì Kiệt là một cái đuốc, bây giờ Kiệt đã làm ra được cũng mớ cái đuốc rồi, bây giờ chắc sáng được gốc đạo thiên tâm, sáng được gốc. Hồi bữa mấy vị về cũng khen, đức thầy về cũng khen Kiệt về cái đạo thiên tâm này chút chút, cũng có la cũng có khen, cha cũng có la cha cũng có khen, mấy vị đều có la có khen hết. La là Thiên Trung Kỳ hỏi vũ trụ tự nhiên có hay do đâu mà có vậy anh Kiệt? Vũ trụ là tự nhiên có, mình sống từ thành tinh này sang thành tinh khác. Ngày xưa đó mình ở những cái dãy ngân hà khác, cái con người mà gần đây á, là mình sống ở quả tinh rồi qua mộc tinh rồi qua trái đất. Khi mà một cái thành tinh nó không còn cây cối với nước á, thì con người bắt đầu dọn nhà đi, cũng giống như mình ở cái nhà lâu ngày cũ vậy đó, thì hôm nay mình dọn qua trái đất của mình. Chứ hồi xưa á, tổ tiên của mình á, là từ ở quả tinh hay những thành tinh đó, người alien á, người UFO á, là họ là anh em mình rồi. Trong kinh Phật có nói gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thì họ thông minh hơn, là lý do là vì đời sống bển họ, thuốc men họ giỏi, y khoa họ giỏi, họ ăn ít, cái tướng người thấp nhỏ gọn, mình tướng bự, mình phải ăn 3 ngày. Khi mình ăn 3 ngày mình đi nhà vệ sinh rồi này nọ, rồi cái sự tu tập của mình rất là yếu, rồi mang sắc phàm của mình, mắt thì phải mang kính cận nè, cho họ không cần, họ mắt bự nhưng họ nhìn sáng, cái nghĩa là đời sống họ lâu với y khoa họ giỏi, rồi họ mới trọng lên những cái chất khoáng sản mà của cái thành tinh của họ ở đó, tốt hơn mình, họ làm những cái dĩa bay bay qua bên mình được, rồi họ biết cách nhiên liệu gì đó. Cho nên khi mà mình ở những cái thành tinh bị hủy thì mình mới xuống đây. Có lần kia hỏi nếu vậy sao người hành tinh không không tiêu diệt người trái đất đi, ở trên mới nói họ không có quyền đó,
là gì? Họ là cũng giống như đàn anh của mình, họ để cho mình sống trên cái cõi ta bà này khổ, mang cái da thịt kiến nhỏ xíu cắn cũng đau, rồi bị vợ đi cắm sừng chút cũng buồn, rồi bữa nay em bị người ta gạt mất tiền cũng khổ, nói chung là cái gì cũng khổ hết. Thì lúc đó mình mới chịu tu, tu thì mình mới thành Phật. Còn những người ở thành tinh á, bên đó họ sống sướng lắm, kêu họ tu họ không chịu tu, họ 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 dở hơn mình chỗ đó, nhưng họ lại văn minh hơn mình. Thì họ có bổn phận là bảo vệ trái đất của mình, đừng có để bị những cái đá nó bay vô, rồi họ bắn khi mà thấy mà đá asteroid là gì ta, những cái hành tinh nó bay vô trái đất mình á, thì họ bắn. Như trong kinh Địa Mẫu á, nó có nói là khi cá ngao chở ngang dùng dãy, thiên địa này chịu phải rã đôi, cảnh trời gì đó là câu đó. Cá ngao á, cái nghĩa là sao chổi á, sao chổi nó giống như cá ngao bay vậy nè. Là nếu mà hôm nay á, mà không có Minh Vương trong sấm cơ mà khóc á, mà năn nỉ cha đó, là cá ngao nó bay vô trái đất mình là bể là rã đôi rồi, là tận thế đó. Hôm nay á, mình không bị ung tử, mình không bị cá ngao là mình có phước, là nhờ á, nhờ cái ông đó đó. Mình bớt chửi ông đi. Thì con người mình là đi từ ở những cái vũ trụ này sang vũ trụ khác, chứ mình không phải nhất thiết ở một chỗ. Chú thường coi những cái ông đại gia, cái có một lần chú coi ông Elon Tesla, hỏi ông nội này ở đâu, à thằng khỉ này là nó ở quả tinh nó đi xuống chứ nó không phải là người của mình. Thì nó mang cái technology xuống, nhưng mà nó phải mang cái uniform, nó mang cái áo phục của mình, tức là da giống mình, chứ ở trong cái đầu của nó là người thành tinh đó, thằng Elon đó, rồi thêm một số nhân vật nữa chú biết là không phải người của mình. Đó, nói về người thành tinh, trong kinh có nói tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà trong cái tương lai gần đây nè, sau khi chiến tranh đó, hiện giờ nó cũng đang ngoài biển đó, để mà nó cho Trung Cộng hay là Mỹ đó, đừng có dùng bom nguyên tử, mày muốn đánh nhau đánh bằng tay thôi nha, tức là dùng võ khí dẫm dẫm thôi, chứ còn mà là đánh thứ thiệt là tao ra tay á đó, là nó cũng đang giống như trọng tài vậy đó. Rồi nó có bổn phận bảo vệ trái đất mình từ bao nhiêu tỷ năm cho tới ngày hôm nay, chứ nó người hành tinh muốn tiêu diệt trái đất dễ ợt, không có khó. Rồi nói chuyện người hành tinh nó hoài không hết á. Kinh tế Sài Gòn khi nào phục hồi vậy anh, khi nào tiền thành giấy rồi lúc đó mới là tiền thiệt, chứ giờ tiền chưa thành giấy mà. Ông Kiệt có dây chuyền liên lam không? Ở trên online ta bán thiếu gì? Chú Kiệt, ông Nguyễn Trung trực hiệu Trung đầy đủ mà chỉ ở ngôi thượng đẳng đại thần. Ông phải dẫn quân đi đánh thiên ma ở bên kia. Nhưng mà sau cái màn này á, chắc cha sẽ lên chức tổng. Sắp tới thế giới sẽ cúp điện 7 ngày đúng không chú Kiệt? Có thể lắm, 98%, còn 2% chú không biết rồi nha. Bữa chú có nói rồi đó, ba cái tiền điện tử hay là cái gì đó là sẽ biến. Thật sự sấm cơ mà ở miền Tây á, mà cho mấy người miền Trung miền Bắc mà đọc á, chắc người ta cười bể bụng 3 ngày cũng vẫn còn cười, ta không bao giờ ta tin hết trơn á. Làm gì có chuyện nước Việt mà chầu Thánh Dương rồi này kia, không có chuyện đó. Nước Việt bây giờ mấy ông lãnh đạo đi đâu là cũng chầu người ta thì có rồi 18 nước gì gì đó, tức là trong sấm cơ nói. Nhưng mà những cái đó là cả bản thân Kiệt cũng không có hiểu, thì lâu lâu Kiệt hỏi trên thì mấy vị nói chờ xem, nhưng mà đã nói là sấm cơ của Đức Thầy thì đã tới ngày hôm nay đã lộ ra rằng gần tới như ta 70-80% là trúng rồi, thì còn phần còn lại thì những cái mà gọi là cao siêu đó, gọi là thần thoại đi, thì chẳng lẽ không trúng?
mà nếu có trúng thì lâu đài nó hiện lên á, lâu đài hiện lên đâu đây hả? À, núi đang lở nè, nó này núi cấm mà nghe, cho nên mấy cái đó mình đừng có coi thường, kỳ cũng là nửa nửa thôi, nhưng mà đã lộ 70-80% sấm cơ mấy vị nói nó đã có hàng nghìn năm chứ không phải mới đây nha, cả ông Trạng Trình cũng nói cả 500-700 năm về trước chứ không phải là mới nói đây mà trúng, thì cho nên đâu biết có cái lầu lầu đài nằm trong này cũng không chừng nữa nè nghe. Mình nếu mình nói mà UFO á mà nó bắn cái này sập xuống cái là có cái nhà của nó đã xây sẵn trong này rồi cũng chừng. Mà theo việc biết á, mấy vị giải thích á, cách đây mấy nghìn năm về trước cái núi Cấm á, nó có cái lầu đài thật, hiện giờ nó đang ở đó, nó bằng vô vi chứ không phải là bằng thiệt, thì giữa chánh và tà đã đấu với nhau để mà giành cái núi Cấm, tại cái núi nó có linh khí linh thiêng, thì những người mà gọi là có linh căn có thần thông đó, họ có cảm nhận về cái núi Cấm này, nó có trong vô vi có thiệt, nó giống như chuyện phong thần một vậy đó.